Xin chào tất cả anh chị em, cô bác, bà con. Ui giời ơi, anh chị em nhìn xem, rất là nhiều điện thoại cũ chất giá siêu rẻ cho anh chị em về đây. Mình đang chuẩn bị quay video thì có bạn ấy bán cho mình một đống máy, ba con thôi, ba con này kiểu rất thơm nhá. Trước mặt các bạn là con iPhone 12 thường quốc tế 256GB. Mình cam kết với anh chị em bà con là men zin màn zin. Trên màn hình pin bao nhiêu nhá? Pin 83 máy màu tím nhá, máy màu tím này. iPhone 12 thường quốc tế 256GB. Để bình thường đấy, mà anh chị em sở hữu được con máy này thì anh chị em phải bỏ ra số tiền tầm 8 triệu thì anh em mới có thể xử lý được, sở hữu được. Con này anh chị em chỉ cần bỏ ra 5 triệu 500 nghìn thôi. 12 thường quốc tế nguyên zin nguyên bản, mực một tí đây, nói thật sự này mình không bỏ mực thì nhiều bạn không nhận ra nó là mực. Anh chị em nhá, một tí cho đây. Thì nói chung là màn mực này thì mình cảm thấy thì 99% nó sẽ không lan đâu anh chị em nhá. 5 triệu 500 nghìn đồng nhá, 12 thường quốc tế màu tím, pin 83. Còn con 12 mini là mấy đẹp này. 12 mini quốc tế vỡ kính. Ui giời ơi, vỡ kính này thì mai mình sẽ cho đi ép anh chị em nhá. Đây là kính thôi, vỡ kính thôi chứ không mực miếc gì đâu nhá. Vỡ kính 12 mini quốc tế xem bao nhiêu ghi nhá. 64GB men zin, màn zin mình sẽ cho đi ép kính. Nó thật sự là pin 87 này, vỏ xấu này. Đấy. Thì con này full chức năng anh chị em nhá, Face ID đầy đủ này. Face ID đầy đủ nhà máy màn zin này. Thì con này mình lên ép kính xong, nếu bạn nào là thợ, mình bán luôn con này cho anh chị em là 3,3 triệu, 12 mini 3,3 triệu nhá. Còn nếu mà là dân ấy thì mình sẽ làm đẹp lên, đẹp tất cả lên cho anh chị em, mình sẽ bán bà con là 4 triệu. Quá rẻ chưa? 12 mini 4 triệu nhá. Thì mình sẽ thay vỏ mới này, ép kính vào này, thì bán cho bà con 4 triệu 12 mini quốc tế máy zin nhá. Men zin, màn zin là zin rồi. Đối với mình nó là men zin, màn zin là zin rồi. Ok, 12 mini. Tiếp tục con 11 Pro này. Đấy, mình về được 3 con 11 Pro. Thì con 11 Pro này, 11 Pro quốc tế 64GB. Con này mình mua rẻ, mình bán rẻ thôi, 6,3 triệu. Máy màu trắng nhá, 6,3 triệu thôi nhá. Có một con rẻ thôi thì mình bán rẻ 6,3 triệu đồng 11 Pro. Đấy, mình về được 3 con rẻ, nên luôn cho bà con xem. Thì nói chung là những cái hàng rẻ thì mình chỉ có một phần nào đó thôi. Thì tiếp tục đến những cái mặt hàng mình bán cho anh chị em đây. Anh chị em bà con nào mà có nhu cầu thì đến với mình nhá. Tiếp tục chương trình là iPhone 11 Pro quốc tế. Hôm trước mình hết rồi. Hôm nay đây là máy màn linh kiện đấy nhá. 11 Pro Pro Max này, quốc tế này. Men zin, màn linh kiện. Máy lắp được 2 sim vật lý, full chức năng, quốc tế. Con này pin bao nhiêu đây? Con này hình như pin hơi kém rồi, pin báo dịch vụ là pin hơi kém rồi. Pin 75. Nếu mà bạn nào thay pin mới thì mình để luôn cho bà con là 6,8 triệu đồng. 11 Pro quốc tế 256GB. Lên pin mới cho anh chị em nhé, 256GB. Full chức năng, Face ID đầy đủ nhé. Men zin màn linh kiện thì mình sẽ để cho anh chị em bà con 6,8 triệu đồng 11 Pro Max. Ok. Trước mặt các bạn là những mẫu X giờ độ đây nhá. X giờ độ rất là đẹp luôn anh chị em ơi. X giờ độ 15 Pro Titan, vỏ chất liệu Titan rất là đẹp luôn, 5,2 triệu đồng máy quốc tế. Đây là vỏ độ 13 và 14 nhá. Đúng rồi, ở đây 14 và 15, độ 14 và 15 thường. Đây nó là máy men zin, màn zin, full chức năng. Bể cho anh chị em là 4,700,000 đồng nhá. Đẹp chưa anh em? Đây này, mình sẽ so sánh con X giờ độ và con 13. Đây 13 thường đây. Ui nó giống nhau không? Mỗi cái mắt cam hơi bị hâm tí thôi, còn đâu mình giống. Thế giống 19-10 đây. À con này to hơn tí. Con 13 thường là bé hơn tí. Đây này, 13 thường này. 13 thường quốc tế nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp, full chức năng. Vẫn là một cái gì đó nó sang xịn mịn anh chị em ạ. 9,800,000 đồng một cây 13 thường quốc tế nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp, full chức năng, màu hồng và màu xanh. 9,800,000 đồng. Với mỗi giờ độ này thì anh chị em nào mà tiền ít rồi đòi đi khè gái thì anh chị em dùng bán lạnh được này, một giờ bằng nửa tiền thôi, 4,7 triệu thôi, bằng một nửa tiền thôi nhá. Mà nó dùng không khác gì nhau đâu, rất là xịn, rất là mượt. 12 mini đây, 12 mini thì mình còn hai con 128GB. Hôm trước mình có hai con 64GB mình bán hết rồi, còn hai con 128GB. Cam kết với anh chị em là zin từ A đến Z, zin tiết là đẹp, full chức năng. Xác định máy zin này thì không có bao giờ pin cao anh chị em nhá. Xác định máy zin thì chỉ có pin tầm 7-8X thôi. Hỗ trợ lên pin mới cho bà con là 200 nữa. Máy là 5,5 triệu nhá. 12 mini quốc tế 5,5 triệu đồng. Máy zin đẹp luôn, full chức năng,
còn màu xanh và màu trắng cho anh chị em nhá. Tiếp tục chương trình đây. Hôm nay mình về một vài mẫu 12 Pro. Trước mặt các bạn là ba cây iPhone 12 Pro. Cam kết máy nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp, full chức năng. Nhá. Cây 256GB này thì mình để cho bà con là 9,5 triệu. Cây 512GB này thì nói chung là anh chị em biết thường dòng 5, dòng 12 Pro, dòng 512 bộ nhớ là siêu khủng long. 10 triệu thôi. 12 Pro quốc tế 512GB, 10 triệu. Đấy. Bộ nhớ siêu khủng long. Cam kết với anh chị em là main zin, màn zin full chức năng, bảo hành 3 tháng. Anh chị em nhìn máy đẹp chưa? Máy quá đẹp luôn, 12 Pro quốc tế nhá. Máy quá đẹp luôn. Đấy, đến đấy là dòng 12 Pro. Đấy, chờ độ này, vị chờ độ sao mình nắm thế này. Nắm cái chờ độ luôn cơ. Kích nhỉ, chất nhỉ. Cái chờ độ này đẹp không anh em? Sắp lên Tết rồi anh chị em sắm đi. Nói thật sự anh chị em nhá, giờ ăn Tết anh chị em không mua này thì không kịp đâu. Đây là 12 Pro Max này. Hôm trước những dòng này mình bán chỉ 10,5 triệu thôi. Nhưng hôm nay những con này đẹp hơn những con trước thì mình sẽ phải để cho bà con là 11 triệu. 12 Pro Max quốc tế, cam kết với anh chị em là main zin, màn zin full chức năng. Phiên bản 128GB máy Mỹ nhá, máy màu đen và máy màu xanh. Đấy. 11 triệu. Ok, hôm trước 11, hôm nó trước 10,5 triệu không mua, hôm nay 11 triệu nhá. Hôm trước 10,5 triệu thì máy cực ngon mà anh chị em không hỏi, bây giờ này không kịp nữa rồi. Dành cho anh chị em nào thích săn kèo rẻ thì hãy đến với mình. 12 Pro Max quốc tế, main zin, màn linh kiện, full chức năng, còn 2 cây nữa 8 triệu một cây. Còn 2 cây nữa 8 triệu một cây thôi. Ôi em ơi, cái cây 12 Pro Max vàng hôm nay không gửi đi à? Cây 12 Pro Max vàng hôm nay không gửi đi à? Rồi xong đơn hôm qua làm gì nữa? Đơn hôm qua bỏ nó chọn máy nào ấy, chết rồi, không gửi cho nó rồi. Đây, trong đấy có một con mình bán rồi anh chị em nhá. Còn một con nữa thôi. 8 triệu. XS Max quốc tế, benzin, màn zin 512GB, ám một tí, nó thật sự anh chị em ạ. Ám này mà các ông trả về này, nên nó ám tí này nhá. Nếu mà các bạn nó thật, các bạn để liền đen xem, liền đen ấy, nhìn không thấy ám luôn nhá. Đấy. Bình thường anh chị em mua một con 12 Pro, một con XS Max 512GB này, máy zin nhất anh chị em mua rồi, mà ra số tiền đó phải 8 triệu anh chị em mới mua được. Mà con này chỉ có 5,4 triệu thôi mà anh chị em không mua thì mua cái gì nữa. XS Max quốc tế 512GB, nguyên zin nguyên bản, ám một tí để lên tối ok. 5,4 triệu. Giả thế không mua thì mua gì nữa hả bà con? XS Max này, con này thì ám thì có sóng rồi này, con này thì nó riêng con này thì đẹp. Đẹp miễn bàn luôn. Ám một tí có sóng anh chị em, thì ám một tí tí chứ có sóng thôi. Thế con này là 6 triệu nhá, 6 triệu anh chị em nhá, XS Max ấy. 6 triệu. XR đây, XR hôm trước bạn nào hỏi mình XR đây nhỉ? XR đây. XR đây. Zin đẹp đẹp đẹp. 4,5 triệu nhá, không có giá rẻ đâu. 11 thường quốc tế, zin điết đèn điện 5,900,000 đồng. 8 Plus quốc tế 3,300,000 đồng. 8G vẫn 2,5 triệu thôi. 11 Pro quốc tế đẹp zin full 6,800,000 đồng, pin 100. 12 thường quốc tế 256GB, màu đỏ chót, màu này gọi là màu khê, để cho anh chị em bà con là 7,400,000 đồng. 12 Pro Max bên gì bản gì phun chức năng, đây còn là 10,5 triệu này nhé, 10,5 triệu này. 13 Pro quốc tế, bên zin màn zin vỏ hơi phẩy một tí, 10,900,000 đồng. 13 Pro nhá anh em xem kỹ chưa, 13 Pro quốc tế nhá, bên zin màn zin phun chức năng nhá, 10,9 triệu này. 11 Pro Max 256GB này, 64GB này, còn rất nhiều luôn. Đây, bạn nào thích 11 Pro Max 256GB và 64GB có ngay nhá. 11 Pro Max 256GB nhà mình vẫn bán bà con là 9 triệu, 64GB mình để cho bà con là 8,5 triệu. XS Max rẻ đây. XS Max main zin màn linh kiện full chức năng 4,500,000 đồng. Có đâu bạn nào thích hàng zin nguyên bản nguyên áp XS Max nhá, nguyên zin nguyên bản nguyên áp pin 93 này, 64GB này, để cho anh chị em bà con là với giá là 6,5 triệu nhá. Đây nó là hàng nguyên zin nguyên bản nguyên áp pin 93 này, cực kỳ hiếm luôn. 11 Pro quốc tế 64GB main zin màn zin full chức năng, hỗ trợ pin mới cho bà con 6,8 triệu. XS quốc tế zin đẹp 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 4,200,000 đồng. Ok, XS. Ok, đấy. Đây là toàn bộ mặt hàng giá cả bên mình. Thì nói chung bạn nào kết con gì thì múc con đấy. Bạn nào cần con gì thì chụp ảnh, quay video đoạn đấy, đoạn video đấy thì gửi mình sẽ tư vấn cụ thể hơn nhá. Chào tất cả anh chị em, chào tất cả bà con.